Mà nó ăn con gà giật giật một. Sao có con nào bự? Cho nó giật lại giật lại. Đây là câu cá bằng con gà nè nghe. Đi ngoài mà nghe được. Coi chậm chậm đó chứ mày coi lẹ quá ai coi. Ở đâu con trời cá gì đó hả? À, mặn cái đồ quá trời. Cái này giờ giữ 6 câu cá cực kỳ luôn thôi nè. Này cũng đẹp quá. Nó nào nhỏ vụt luôn. Đẹp vụt. Cẩm Lan ơi. Cẩm Lan ơi. Cẩm Lan ơi. Đủ thôi. Đủ ăn thôi. Vậy thôi thả lại. Câu chơi. Đủ chưa? Đặt cho nó. Đặt cho nó bay bên bờ được. Đủ chưa? Câu đi, gần nào con bự bự bác con nhỏ thả nước. Ừ. Câu chơi. Mà. Con cá khỏi từng câu mà. Tụi đây nè, nó đây nè. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi cái người này câu nè câu câu nãy giờ một đống rồi vậy ngọng luôn đây có con muối con nước không có nước câu cá không cần cần câu nè ngộ rồi nghe không câu nè băng câu con nói nhỏ quá dài như tao đập ơi quay trực tiếp luôn hả? Cái này có mạng đâu mà quay trực tiếp. Có mỡ đừng cho nó rớt. Giá nào không bắt tao. Ồ, Út mày nhân nhìn nhót buộc nghe không? Ủa gì bả thế này nhỉ? Sao à? Chưa mắt con cái gì trời ơi ông ấy cũng làm cái gì mà ông chở xuống bộ hồi con gà của ổng cái mà cứ chia mẹ da hết trơn rồi.